xin chào tất cả các bạn. Mình là Queen và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ôi, mấy và chị. Như các bạn cũng đã thấy, hôm nay mình xuất hiện cùng với một chiếc mật mộc. Thì nếu như mà các bạn có nhìn thấy là title video thì các bạn cũng đã biết là chủ đề của ngày hôm nay là gì. Hôm nay thì mình sẽ muốn làm một cái gì đó nó khác đi so với trước đây. Đó chính là trước giờ thì mình chỉ nói về những cái aesthetic mình tìm trên báo, trên mạng này nọ thôi, chứ mình không hề là áp dụng nó lên bản thân mình hoặc là cho các bạn thấy một cái ví dụ thực tiễn. Cho nên hôm nay với cái chủ đề đó là soccer aesthetic thì mình sẽ nghĩ là mình có thể áp dụng nó ngay trên bản thân mình luôn. Và mình nghĩ là cái video ngày hôm nay cũng có thể gọi nôm na là một cái soccer aesthetic transformation, để xem là hôm nay mình có thể transform như thế nào và biến đổi thành một soccer như thế nào nha. Ok, let's go. Ok, bây giờ thì mình sẽ rửa mặt nha. Trong video transformation thì sẽ có phần make up và cũng như là những cái phần như là mix match đồ nè, đương nhiên là nếu mà trở thành soccer thì mình cũng không thể để mặc màu hoặc là trang điểm như bình thường được. Với lại là anyway thì mình đang đứng ở trong toilet cho nên là cái giọng nó có thể hơi vang một chút xíu nha, bởi vì là buổi sáng á, cho nên là mình cũng sẽ xin kéo rất là nhẹ nhẹ thôi. Đây sẵn tiện khoe với các bạn là cái nơ này mình mới mua và mình cũng thấy là nó khá là hợp trong cái video soccer này á, nó màu hồng như thế này, nhưng mà mình thấy nó không hề hợp với mình. Công dụng nó rất là ghê nha, trời ơi, đây em cho coi. Chỉ cần đeo một phát là cái mặt mình rất là gọn luôn á, tất cả cái tóc đều biến làm sao. Tại vì buổi sáng dù gì á, ở trên mặt mình nó vẫn có tí là những cái chất nhờn, cho nên là mình phải sử dụng sữa rửa mặt. Cho nên mình sẽ làm ướt mặt của mình trước để mình có thể rửa mặt. Hôm nay mình sẽ xài em này của nhà Senka. Thì hôm bữa mình đang kiếm một cái loại sữa rửa mặt dành cho routine buổi sáng, và mình đọc review thì thấy em này khá ổn nha. Đây là Perfect Gel Table Wash của nhà Senka. Thì anyway nó khá là dễ tìm á, ở trên Shopee mua thì cũng rất là rẻ luôn. Và công nhận á là cái em này á mà xài buổi sáng thì rất là thích, tại vì dạng gel này rất là mát luôn. Mà thâu nữa thì mình thấy là trong mấy cái ngày hè gần đây nè, ở Sài Gòn nó cực kỳ nóng. Mỗi khi ngủ dậy là mình đã cảm giác là cái mặt mình nó rất là nóng và khó chịu luôn rồi á. Cho nên là khi mà sử dụng em gel này á thì nó còn cảm giác là hơi mát mát chút xíu. Đây thì mình đã lấy một lượng nhỏ thoa tay nè. Cái này thì là dạng gel thôi, nó không có tạo bọt nhiều á, cho nên là nó rất là dịu nhẹ. Như các bạn cũng biết, nếu mà các bạn nào sử dụng sữa rửa mặt á mà thường da nhạy cảm hay là da mà không cần làm sạch xong, chỉ cần một cái sữa rửa mặt dịu nhẹ thôi thì có thể xài những cái em sữa rửa mặt dạng gel như thế này. Các bạn rửa mặt buổi sáng á thì hãy nhớ là massage nhẹ nhẹ thêm vòng tròn như thế này nha, và theo cái chiều nơ cơ như thế này nè, đó, để cho mình bớt già đi. Buổi sáng á thì mình không có thường dùng máy rửa mặt, tại vì buổi tối thì mình tẩy trang xong rồi sau cái make up á thì mình mới cần sữa rửa mặt cho nó sạch hết trong mỗi chân lông, nhưng mà buổi sáng thì mình chỉ cần một cái routine dịu nhẹ như thế này thôi. Bây giờ thì mình sẽ rửa sạch mặt với nước nha. Khi mà sử dụng em này thì mình cảm thấy nó khá dịu nhẹ, và cái dòng này thì mình thấy là nó tương đối giống như mấy cái dòng mà gel sữa rửa mặt của Simple hay là mấy cái sữa rửa mặt làm sạch dịu nhẹ của Cetaphil, thì mình cảm thấy là khá là ok luôn. Và nó chưa thêm một điểm cộng nữa mà mình thấy khá là ưng em này, đó chính là em này có một cái mùi cam chanh nhẹ rất là thơm luôn. Và buổi sáng thì các bạn có thể kiểu mình là một con rất là mê ngủ, buổi sáng khi mà mình xài cái này thì mình tỉnh ngủ ngay, tại vì thứ nhất là nó mát, thứ hai là cái mùi cam chanh đó nó hơi nhẹ nhẹ thanh thoảng. Ok, để cho cái lớp nền của mình nó có thể bóng đều và đẹp, mình sẽ phải xài kem dưỡng ẩm nha. Ok, hôm nay mình sẽ sử dụng lotion dạng nước của Senka. Nói chung là hôm bữa thì mình săn sale mua cùng một lúc chung với cái sữa rửa mặt kia luôn, ngày 3 tháng 3 trên Shopee, và đường đi rất là rẻ luôn, cho nên là mình quất luôn, quất tới bến luôn. Nói một chút thì đây là dạng Deep Moist Lotion của nhà Senka. Đó, các bạn cứ xoa ra tay xong rồi vỗ nhẹ lên đây nè. Mình sẽ vỗ thiệt là mạnh vào cái vùng trán cũng như là vùng cổ. Đa số những cái loại lotion dưỡng ẩm ở trên thị trường hoặc là những cái loại kem dưỡng ẩm á thì thường mà chứa HA hay là mấy cái dưỡng chất serum này nọ thì giá nó sẽ không dưới 300 ngàn đâu nha. Cái này là 200ml nha. Đó, thì chỉ có dưới 200 ngàn thôi. Giá rất là phù hợp với học sinh sinh viên. Mà em này thì là của nhà Senka và nó thuộc tập đoàn Shiseido, thì nói chung mình nghĩ ai cũng biết hết rồi. Đối với cái sản phẩm này nó khá là nhẹ dịu, cho nên là mình nghĩ là nó cũng khá là phù hợp với lại học sinh sinh viên. Giá thì chỉ dưới 200 ngàn mà thôi, cho nên là rất là phù hợp với những người mang màng túi giống như mình. Các bạn chỉ cần thoa lên trên tay và sau đó là vỗ nhẹ lên trên mặt như thế này thôi thì nó đã thấm rồi nha. Nếu mà các bạn dùng đều đặn thì sẽ cảm thấy là da mình sẽ mướt hơn, cũng như là nó sẽ thu nhỏ lỗ chân lông của mình lại. Sau bước dưỡng ẩm thì mình sẽ giữ môi, và cái loại mà mình hay xài đó chính là Vaseline này nha. Nói chung á, mình là một con người là chịu đi đâu cũng phải xài giữ môi á, không có giữ môi là chắc mình chết luôn á. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng Game Lock Baby Skin của nhà Maybelline. Anyway, nếu mà các bạn trang điểm mà không đánh nền thì có thể bỏ qua bước này, nhưng mà nếu mà các bạn đã đánh nền rồi hay là các loại BB hay là CC thì các bạn nên sử dụng Game Lock. Ôi trời, hồi nãy mình quên bấm quay mất tiêu. Mình hiện tại thì mình đang bôi kem chống nắng, tại vì kem chống nắng của mình thì nó cũng là một cái loại nâng tông khá khá, cho nên là mình sẽ sử dụng xong cái bước kem lót của mình luôn. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng kem nền. Mình thấy là thông thường thì
Soft Girl sẽ hay chuộng những cái tông da sáng hơn một chút xíu. Nói chung là các bạn cũng nên là đánh cùng tông da với mình thôi, chứ đừng có là đánh sấy quá thì nó cũng không tự nhiên. Anyway thì mình vẫn ủng hộ cái việc là nhìn các bạn sẽ vẫn tự nhiên đẹp, có trong sáng, chứ không phải là làm một cái gì nó quá hay là nó quá là trắng á cho da của mình á, thì mình sẽ nhìn lúc đó mình không có còn ra cái chất riêng của mình và cái nét đẹp riêng của mình nữa. Mặt mình thì cũng gọi là có phần thâm với lại khuyết điểm một số những cái vết hơi gọi là vết tàn nhang ở trên mặt đó, cho nên là mình sẽ sử dụng cái chế khuyết điểm để mà che đi. Thì cái này mình xài của Maybelline nha. Đây là cái loại mà vặn của Maybelline. Nói chung là loại này xài khá là thích, nhanh gọn lẹ. Mình sẽ chấm vào các điểm như là ở trên cái mắt như thế này, trên đuôi mắt, tất cả thì mình sẽ đều làm cho nó hướng lên trên như thế này nha. Thêm hai điểm ở cái vùng đầu mắt như thế này. Ok, thì mình sẽ chỉ lấy một cái lượng phấn phủ thôi nha. Bây giờ thì sẽ tới một bước rất là thần thánh, mình sẽ thay đổi cục diện khuôn mặt, đó chính là kẻ lông mày. Thì các bạn biết là phần lông mày của mình thì nó không có được đậm lắm á, thì mình thấy là lông mày của Soft Girl thì nó không cần phải là lông mày ngang thì nó mới nữ tính. Nói chung là các bạn cứ follow theo cái dáng lông mày của các bạn đi. Mình thì sẽ vẽ lông mày kiểu hơi cong lên một chút xíu và đuôi nó sẽ dài ra. Ok, thì xong cái bước lông mày này á, thì mình sẽ di chuyển đến trang điểm mắt. Nếu mà các bạn nào có theo dõi mình á, thì cũng đã biết là mình có giới thiệu về Aesthetic Type Soft Girl ở trong một cái video trước rồi. Mình nhớ không lầm đó là ở phần 2 của cái Aesthetic Series. Thì ok, như mình đã nói thì Soft Girl thường sẽ là chọn những cái màu mắt như là màu cam, này, màu hồng, này, màu hồng đào, cam đào, cái thứ đó. Thì những cái màu đó lên mắt nó rất là xinh và rất là nữ tính. Kèm theo đó thì cái cách đánh của các bạn đó thì hôm nay mình sẽ bày cho các bạn luôn ha. Nói chung thì mình cũng cảm thấy là nó khá là dễ để mà follow theo. Ok, sẵn tiện thì mình sẽ khoe luôn một cái bảng mắt mà mình mới đặt mua và nó rất là bling bling. Tên tên sẽ mở ra để thấy được cái độ bling bling của nó. Hôm nay mình sẽ chọn một cái tông gọi là cam cam hồng hồng. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái màu đó là màu teddy để mà cho nó có một cái base màu cam. Cái này thì các bạn nhớ là cái màu base các bạn phải tán đều ra khắp cái phần mắt như thế này nha. Thì mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái màu đó chính là màu Spank. Thì cái màu này đây nè. Đó, và các bạn nhớ là khi mình đánh nó thì mình sẽ đánh vòng tròn như thế này để mà tán các bạn đều nó ra. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái màu mà nó hơi nhũ nhũ một chút xíu. Mục đích của cái việc mà các bạn xài phấn bắt sáng hoặc là những cái phấn mà nó có một chút nhũ á, để mà đưa lên phần giữa của cái mắt thì nó sẽ kiểu như là có sức hút hơn, tạo điểm nhấn cho mắt. Và thêm một điều nữa là ở cái phần phía dưới này nè, các bạn đừng có quên đánh là cũng đánh ở trên những cái màu ở trên và đánh những cái step y chang như hồi nãy luôn nha. Và thêm một tiết lộ nho nhỏ đó là ở cuối video thì ngoài cái phần transformation đó, mình cũng sẽ thử sức để mà làm một vài pose dáng kiểu như là để có thể nhìn cho giống Soft Girl hơn và cho ra một cái hình Soft Girl hoàn thiện. Cho nên là các bạn hãy cùng xem tới cuối video để mà xem điều gì bất ngờ xảy ra nhé. Sau khi bạn đã mắt xong thì bây giờ sẽ tới một cái bước gọi là nếu mà các bạn có nhân phẩm tốt thì các bạn sẽ làm nó rất là đều, đó chính là cái eyeliner. Mình thấy tùy bạn, nhưng mà đối với những bạn mà thích make up á thì các bạn ấy sẽ chọn một cái eyeliner nó hơi ngang một chút xíu và có phần hơi dày để mà kiểu nhìn cho mắt mình nó to hơn. Đi kèm với đó thì cũng sẽ là một cái bộ lông mi giả. Nhưng mà hôm nay á thì nói chung là các bạn biết kinh nghiệm của mình nó vẫn còn hạn hẹp lắm, cho nên là chưa có bao giờ xài lông mi giả mà mình cũng không có. Cho nên là mình sẽ cố gắng hết sức để mà bóng lông mi thật là cong và chút mascara. Và là rất là tâm linh, đó chính là kẻ mắt. Của mình sau khi mà đã được bấm thì bây giờ mình sẽ apply một cái mascara. Các bạn nhớ là nếu các bạn không dùng mi giả thì hãy chút mi thật là cong nha. Bước tiếp theo thì sẽ là đánh má hồng. Thường nha, các bạn sẽ để là Soft Girl sẽ thích đánh má hồng rất là nhiều, những cái màu cùng với tông của màu mắt luôn. Và thường là sẽ đánh từ đây và lan sang cái phần ở giữa này tới cái phần mũi luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều đó là các bạn đánh là sẽ đánh ở vùng ở trên này, ngay ở đây nha. Đừng có đánh xuống phía dưới này. Nếu mà mình đánh xuống má hồng xuống phía dưới này á, thì người ta sẽ cảm thấy là cái phần má của mình nó quá là nặng nề. Ok, bây giờ tới một cái bước gọi là không thể nào bỏ qua. Thì các bạn có thể thấy tổng thể makeup của Soft Girl nó sẽ có một cái tông màu hồng và nữ tính như vậy. Nhưng mà nó vẫn sẽ thêm một số những cái thứ giống như là highlight, thì sẽ đánh lên những cái phần chóp cao nhất của khuôn mặt để mà tạo ra cái điểm nhấn và nó bắt sáng. Thì ở đây thì mình sẽ xài phấn highlight ha, một cái cỏ đánh highlight. Lần đầu có cơ hội được xài luôn. Thì mình sẽ đánh lên cái phần chóp mũi nè, hai bên gò má, ở trên ngay chỗ lông mày này, cũng như là ở cái sống mũi để mà nhìn cho nó bắt sáng hơn. Quack.
Ok, về phần son môi thì Shop Girl sẽ thường là sử dụng những cái màu son cũng cùng tông với cái trang điểm. Các bạn ấy cũng có sử dụng thêm son bóng nữa, nhưng mà mình thì mình không có son bóng. Ok, son thì cũng chỉ cần nhẹ nhàng như vậy thôi, và nó vẫn giữ được một cái độ căng bóng do cái son dưỡng ở lớp bên dưới nó đem lại. Ở đây là cũng đã xong được gọi là 90% makeup. Các bạn có biết là 10% còn lại thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì không? Thì ok, ở đây mình có một cái thứ rất là hay hơn như thế này. Thường mình thấy là các bạn Shop Girl sẽ hay gắn lên trên mặt của mình, nhất là cái phần dưới má này, những cái thứ như là trái tim nè, hoặc không thì các bạn có thể vẽ sáng tạo là ở ngay trên cái phần má hồng luôn. Nhưng mà mình thì mình cũng không biết, cho nên là bây giờ thì mình sẽ gắn mấy cái thứ này. Đây nè, đây là những cái viên đá lấp lánh. Hôm qua thì mình có ghé Beconer và mua được vài thứ. Là một cái sticker mà nó dạng như là bằng nhựa và nó có hình mấy viên đá như thế này nè. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một vài những cái hình trái tim hoặc là hình ngôi sao để mà mình đính lên trên má của mình nha. Ok, ngoài ra thì còn một vài thứ hay ho mà mình cũng mua được ở Beconer. Nhìn rất là dễ thương đúng không? Cái bông tai này thì mình mua hình như là 20.000 hay 25.000 gì đó, nhưng mà mình thấy ở trên Shopee thì nó rẻ hơn, có 10.000 hoặc là 6.000 một đôi thôi. Ok, bây giờ nhìn mình rất là giống một cô bé kẹo ngọt. Cái tiếp theo đó chính là những cái kẹp như thế này đây. Mình sẽ biến hóa cái hairstyle của mình chút xíu. Tại vì thường Shop Girl sẽ để cái kiểu là thả, nhưng mà đối với tóc mình là tóc ngắn, cho nên là mình sẽ thử một cái kiểu đó là mình để cái phần mái này và mình cột cái chỏm ở trên này lên, sau đó thì mình sẽ kẹp nhẹ nhẹ. Hiện tại thì video về Transformation Shop Girl Aesthetic thì cũng đã đi được một nửa chặng đường rồi. Và còn những cái cuối cùng đó chính là Mix and Match. Mình Transformation cho Shop Girl nhưng mà mình cũng không hoàn toàn là biến đổi quá, cho nên là mình nghĩ mình sẽ phải trộn một chút phong cách của mình vô, đó là phong cách 80s, 90s và retro. Thì mình đã nghĩ ngay tới một phương án, đó chính là mua đồ second hand, hay còn gọi đó là mua đồ study. Cũng rất là may mắn cho mình, đó là mình tìm được một cái chỗ mà mua đồ second hand rất là ưng ý và lại rất là rẻ. Các bạn có tin không, mình mua hai cái chân váy và hai cái áo mà chỉ tốn có 75k thôi. Áo thì mắc hơn, áo thì hai cái 60.000, còn váy thì hai cái chân váy nha, rất là xịn sò và có thể mặc chụp hình kiểu rất là đẹp luôn. Và chỉ có 15.000 hai cái chân váy thôi. Trời ơi, thật sự là chưa bao giờ mà mình đi mua đồ CD mình vui như vậy luôn á, mà lại còn tìm được những cái item nó vừa gọi là vintage nhưng mà vẫn giữ được cái nét Shop Girl mà mình rất là thích. Mình sẽ mix và match những cái bộ đồ mà mình mua được lên cho các bạn xem. Cùng hấp dẫn không kém đó chính là photoshoot time. Thì đơn giản á, mình cũng chỉ post những cái dáng mà mình cảm thấy phù hợp với Shop Girl. Ví dụ như là ở đây mình chọn một cái thảm cỏ xanh để mà ngồi xuống. Ở công viên thì mình có thể post những cái dáng ví dụ như là ngồi, chống hai tay ra đằng sau và chân thì co lại như thế này. Đừng quên là vẫn dùng những cái phụ kiện như là túi xách nè để mà mình dùng nó để mình chụp hình và tương tác nha. Tiếp theo thì ở đây á, ngay giờ này là cái giờ nắng chiều, cho nên là mình phải đứng ra cái góc chỗ này để mà hứng nắng. Thì ở đây mình sẽ pose những cái dáng đứng, và có thể là mình sẽ pose đứng kiển một chân lên hoặc là đá chân ra. Cái bộ outfit này nó cũng đã quá là đủ và quá là xinh rồi, cho nên là mình cũng chỉ pose dáng đơn giản thôi. Tiếp theo mình có thể pose những cái dáng như là đưa tay chống lên eo. Hoặc không, một dáng basic hơn nữa đó chính là hãy nghiêng người về một bên và co một chân lên. Đấy, dáng này á, thì mình cảm thấy là vừa hấp dáng nè mà vừa làm cho chúng ta thon thả hơn, bởi vì chúng ta nghiêng người 45 độ. Ok, vậy là cái công cuộc mà transformation thành một Shop Girl thì cũng đã đi tới hồi kết rồi đó. Và nếu như mà các bạn thích cái look Shop Girl này của mình á, thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới cho mình xem nha. Anyway thì nói chung là sẽ có người thích, có người không thích, nhưng mà không sao, tại vì ở đây là lần đầu của mình và mình cũng cảm thấy rất là
thích thú khi mà được hóa thân thành một shopper như vậy. Và anyway thì mình cũng rất là thích cái này, có lẽ là sau này thì mình cũng sẽ áp dụng nó nhiều hơn vào trong cuộc sống của mình. Và video ngày hôm nay thì đã kết thúc tại đây rồi. Đừng quên like, comment cho video của mình và subscribe cho channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Bye.